Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 93 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch tập trung vào 5 nhiệm vụ gồm cải cách hoàn thiện thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực thi hiệu quả các FTA, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững, hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng. Triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 93 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, cắt giảm các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, các thủ tục không cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tra cứu và thực thi. Các sở ngành địa phương thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch, xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử, đồng thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về chính sách để phát triển nguồn nguyên liệu trong nước, giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ, tận dụng tốt hơn các cơ hội mang lại từ các hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới.